vpgame.vn, sụp nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Trời ơi, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Thì clip này Nơ Mơ Hạt sẽ làm về vị tướng đó là Raoke. Một vị tướng gọi là lúc trước thì được coi đó là một xạ thủ, nhưng bây giờ thì theo thiên hướng đấu sĩ. Nhưng vẫn giống như một xạ thủ vậy anh em ạ, bởi vì tầm bắn của Raoke thì vẫn là xa. Thì ở clip này Nơ Mơ Hạt sẽ mang đó là Raoke đi rừng, cũng như đó là trình bày cho anh em cụ thể đó là về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng Raoke này. Nếu anh em cảm thấy đó là clip này hay hữu ích, đừng quên để lại cho Nơ Mơ Hạt một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần nhé. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Ở trận đấu này thì tem bên mình thì gọi là thi nhau đi SP anh em ơi. Toro cũng đi SP, Thến cũng đi SP nữa. Có trận thì đúng là pick được SP thì thôi, có trận thì hai ông lại đó là thích đi SP nữa. Đối với Raoke thì chất tướng đó là sẽ như thế nào về phần đó là sức mạnh? Và liệu đó là Raoke thời điểm hiện tại mua 23 có phải là một vị tướng chơi được hay không? Và tém đội hình đó là có những vị tướng nào thì anh em nên pick đó là Raoke, thì anh em cùng theo dõi đó là mình phân tích ở trận đấu này nhá. Thời điểm mới ra mặt thì Raoke đó là năm trống gọi là sụp đá quý á. Anh em nào mà chơi liên quân gọi là đầu thì chắc là cũng biết cái thời điểm đó thì thực sự đó là thả ra vị tướng này đó là một ác mộng anh em á. Thời đó thì Raoke leo gọi là cáo thủ, thách đấu thì là chuyện bình thường, còn thời điểm hiện tại thì tất nhiên đó là vẫn léo được nhưng mà sẽ khó khăn hơn. Bởi vì chất tướng bây giờ đó là cớ đồng rất chỉ là nhiều, nhiều vị tướng ra đó là cớ đồng và ảo diệu. Thì đối với đó Raoke thì mình sẽ đó là phân tích cho anh em, đó là cụ thể đó là về chiêu thức một xíu. Chiêu thứ nhất của vị tướng đó là Raoke thì đoạt mảnh nỏ. Anh em kích hoạt chiêu 1 như thế này một phát thì sẽ đó là giúp Raoke đó là tăng 40% tốc chạy trong vòng, đó là 1,5 giây. Bên cạnh đó thì bắn ra đó là một mũi tên đặc biệt gây đó lượng sát thương lớn. Và anh em nên nhớ rằng khi anh em gọi là bắn ra 4 mũi tên, khi anh em gọi là kích hoạt chiêu 1 thì bắn ra 4 mũi tên đúng không? Nếu mà 4 mũi tên đó anh em bắn áp sát tướng địch thì tướng địch đó là sẽ bị làm chậm. Chiêu thức thứ hai của vị tướng Raoke đó là súng phóng. Thì đối với đó là chiêu hai của vị tướng Raoke thì anh em nên nhớ rằng đó là không thể lượt được qua tường. Kích hoạt chiêu 2 một phát theo hướng chỉ định thì Raoke đó là sẽ tiến tới phía trước. Nếu mà gặp tướng địch, gặp mục tiêu, gặp địa hình thì Raoke sẽ bị đó là thắng lại. Trúng mục tiêu thì sẽ đó là đẩy lùi đối phương, gây đó là sát thương nhưng mà lượng sát thương thì rất chỉ là hạn chế nhá. Còn về chiêu cuối của vị tướng Raoke là một chiêu cực kỳ là quan trọng. Càng chiến đó là càng hắn. Raoke bắt đó là chiêu cuối một phát thì loại bỏ mọi trạng thái khống chế, ví dụ trận đấu này điếu thuyền hay là Alice hay là bất kỳ vị tướng nào cũng vậy, sẽ đó là loại bỏ trạng thái khống chế. Bên cạnh đó thì khi kích hoạt thì giúp bản thân của Raoke đó là tăng công vật lý và tăng đó là giáp nửa qua đó thì giúp Raoke trâu bo hơn. Và anh em nên nhớ rằng khi kích hoạt chiêu cuối thì anh em có một lớp giáp ảo. Khi đáng con đó là lớp giáp đó thì Raoke vẫn còn miễn hiệu khống chế, và làm thế nào để duy trì được lâu đó là anh em khi kích hoạt bắn á thì phải gọi là khi kích hoạt chiêu cuối thì bắn cho mình nhá, bắn trúng tướng địch gây sát thương tướng địch thì lớp giáp đó là sẽ càng đó là giữ được lâu. Ôi pha này chỉ còn một xỉu máu kia, solo kill thì mình thắng nhưng mà với sự giúp sức đến từ điếu thuyền nữa và cuối cùng mình lên bảng điểm số. Một pha đông băng đẹp quá, mình thì vừa hết đó là chiêu cuối nên là bị điếu thuyền đông băng anh em ạ. Mình chát nhẹ một câu là chốt điếu thuyền, đó là 10 màng luôn nha. Pha đỏ công nhận là điếu thuyền đông bắn quả chỉ màng thực sự luôn á.
quá là căng luôn. 4-4 dành cho hai bên. À giờ 5-4 rồi. Và đó thì rừng tém thì cũng chỉ còn một xíu máu nữa, nhưng mà mình bị đông băng nên là thôi chịu. Điếu thuyền. Ok, được xíu nữa mình sẽ bắt điếu thuyền. Tại sao mình tự tin đó là chốt điếu thuyền như vậy? Bởi vì chất tưởng rau cờ thì có thể khắc chế điếu thuyền 100% luôn. Nếu mà có chiêu cuối thì điếu thuyền không bao giờ có cửa để ăn được rau cờ nha. Đây, ví dụ như pha này này, mình sẽ bắn cho mật lập giáp ảo đã. Rồi, mật lập giáp ảo rồi này, bắt chiêu cuối lên này, thục chiêu 2 này, bắn chiêu 1 này. Thì đó là điểm mạnh của vị tướng rau cờ, khắc chế những vị tướng đó là khống chế rằng như điếu thuyền 100% luôn. Có chiêu cuối thì anh em không hề ngán điếu thuyền anh em ạ. Và mục tiêu của mình bây giờ đó là chăm sóc điếu thuyền của tém địch kỷ một xíu. Ok, thì cách chơi của đó là vị tướng rau cờ thì mình cũng đã đó nói qua như vậy rồi. Đó là anh em gọi là, ví dụ như điếu thuyền thì anh em bắn thương cho mình một phát để mất cái lớp giáp ảo đã nè. Rồi sau đó thì anh em tiếp cận đối phương bằng chiêu 1, thúc bằng chiêu 2, bật chiêu cuối lên để miễn hiệu khống chế và bắt điếu thuyền thôi. Nói chung đơn giản là như vậy. Đối với rau cờ thì đó là bắn ra một mũi tên đó đặc biệt thì làm đó là giảm giáp của đối phương. Qua đó thì giúp đó là những cú bắn đó là của rau cờ đó là sẽ đau hơn. Đây, pha này thì mình sẽ bắt điếu thuyền này. 3-2-1 rồi, có chiêu cuối rồi mình sẽ bắt nha. Trước tiên thì bắn cho đó là điếu thuyền mất lập giáp ảo rồi. Pha này điếu thuyền thấy đông bắn được nhưng mà bị mình lừa rồi. Thấy đông bắn được, tưởng là lên án được nhưng mà ai dè thì đó là mình bắt chiêu cuối phạt thêm miền hiệu khống chế anh em ấy, giải được hiệu khống chế đông bắn của điếu thuyền và tiền điếu thuyền lên bảng điểm số khá là dễ dàng. Điếu thuyền tém đích đáng trả trở là bảo tư tư. Ok, thì hiện tại thì nói chung về thị trận hiện tại thì hai bên thì nói chung cũng chưa biết bên nào đó là có lời thì quá lớn cả. Bên mình thì cũng ổn về chất tưởng á, thì tém bên mình đó là giai đoạn về sau ok nhá, bởi vì có đồ trấu bò anh em á. Anh em thấy thì có Thến và Toro thì quá là trấu bò luôn rồi, để bắt tập hợp lại mà vẹt được đó là hai người đó thì chắc có lẽ là cũng hơi vất vả. Và đặc biệt thì mình có thể khắc chế đó là Alice hoặc là điếu thuyền khá là tốt. Ví dụ pha này chẳng hạn này, mình sẽ núp đây ra bắt điếu thuyền tiếp nha. Rồi, pha này thì mình sẽ vào bắn trụ chơi luôn điếu thuyền này. Rồi chạy đâu bắn ơi, một thúc này, một bắn nửa cây máu này, lên bảng điểm số. Và anh em nên nhớ rằng đối với rau cờ thì đó là càng gần càng thốn. Anh em bắn chiêu 1 áp sát đối phương á thì sẽ đó là tối ưu cái lượng sát thương nhất. Còn anh em bắn xa thì cái lượng sát thương đó là sẽ không được lớn. Nên là đó là những điểm anh em cần lưu ý. Điều thêm chát gì vậy ta? Chát gì vậy mà mình không hiểu luôn á. Về phần phù hiệu dành cho rau cờ thì mình sẽ sử dụng má tính. Má tính thì giúp combo của đó là rau cờ thì sẽ đó là ok nhất. Ví dụ anh em đó là kích hoạt đó là chiêu 1 để tiếp cận đối phương, hút bằng chiêu 2, sau đó anh em kích hoạt chiêu cuối phát. Thì khi anh em sử dụng chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại. Qua đó thì việc đó là hồi chiêu 1 và chiêu 2 cực kỳ là nhanh. Rồi pha này thì tại sao mình núp đây, mình chưa ra dẹp lính, mình nghỉ điếu thuyền thể tém địch. À đây đây, vừa mới đó đó, đoán tém địch đó là sẽ di chuyển lên. Pha này bật chiêu cuối để tránh trường hợp đông bắn này và tiền điếu thuyền lên bảng điểm số. Trận đấu này thì chỉ cần điếu thuyền lên hơi cao xíu thôi, lên chưa đến bờ sống là mình đã bắt được rồi. Nghỉ á thì cùng tội, nhưng mà thôi thì cùng kê. Lỡ đã chốt 10 màng rồi thì cho nó chót anh em ạ. Mình chốt 10 màng thì điếu thuyền con gãy đó là ó ó ó này chứ. Bây giờ thì hết ó ó luôn á. Thả đi ba. Ok, thì về phần trang bị dành cho đó là vị trí của đó là rocker thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì cũng bảo tổ đi rừng, tiếp đến thì dây du mục tăng tốc đánh. Sau đó thì tiếp đến món đồ thứ ba thì thương xuyên phá để có khả năng xuyên giáp. Rồi giá tăng hay lượng công vật lý. Rồi tiếp đến thì phức hợp kiếm để những cú bắn sẽ đau hơn. Sau đó thì món đồ đó là thứ 5 thì sẽ lên đó là cây nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Đây là biểu đồ chuẩn chỉ nhất dành cho vị tướng rau cờ nha. Rồi pha này thì chơi luôn anh em ạ. Ok, mình lấy luôn đó là cây trù ở khu vực đó là đứng giữa. Lấy đó là gần hết gian trù ngoài của tém bên địch rồi. Bây giờ thì đẩy thể lính lên cao trước đà thôi. Ok, hiện tại thì bây giờ tém bên mình đang ở đứng giữa anh em ạ. Elrond tém địch thì đang đuổi theo mịt tém mình. Ôi thôi xong rồi. Mịt tém mình bốc hơi. Pha này thì mình lùi lại một nhịp này, bật chiêu cuối lên này. Rồi chơi luôn này, điều thuyền đúng không? Một thúc. Ô,
Anh em thấy đám ảo không? Quá là ảo đúng không? Mình sẽ bắt đó là xa thủ tém đích trước anh em ạ. Rồi, bật chiều 1 lên này, bắn thêm phát nữa này, tiền xa thủ tém đích lên bảng điểm số. Triple kill đó là dành cho mình anh em ạ. Tiếc nhà không được cái quá đa kill hay mega kill gì cả. Anh em thấy đám của Rocker ảo chứ? Bắt chiều cuối lên tấn công vật lý bắn áp sát một phát thì thôi sống. Ôi rồi luôn. Crazy timing, tôi em mít. Nghỉ thì cùng tôi nhưng mà thôi thì cùng kê anh em ạ. Về phần bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tốc đánh chỉ ma, ngọc tím tốc đánh tốc chay và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ.